xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem máy xới bánh xích của công ty Ngọc Phượng ha bạn. Địa chỉ của công ty là khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay thì anh khách anh mua đem về bắt anh chạy ha bạn. Thì máy này thì chạy trên mọi địa hình của đồng ruộng. Thì hiện tại đang xới khô ha. Thì ảnh này ảnh là ảnh mới mua vô đó nên ảnh chạy còn chậm ha bạn. Thì máy này thì mình cũng xin nói cho các bạn xem được biết ha, là bên công ty làm theo yêu cầu của bà con nông dân là cái động cơ á, là mình muốn xài động cơ là Kubota 105 hay là Kubota 95 hay là động cơ quan chai 120 ngựa, đều công ty đều làm đáp ứng theo yêu cầu của bà con nông dân ha. Hiện tại là dàn chân 70, xích 70, và sớ là 2m4, 2m6, thì tùy theo bà con nông dân là lắp cái động cơ lớn nhỏ thì cái dàn sớ nó sẽ lớn nhỏ theo ha. Đó. Thì cái máy này sinh ra đời để chạy hoạt động những cái cánh đồng lầy lúng, nó chạy rất là hay ha bạn. Vì cái dàn chân 70, xích 70 á, là nó là máy cắt á, là thường là cái máy cắt đó, nó rất là nặng các bạn. Thì hiện tại là đang xài cái máy xới, mình lắp cái hệ thống của cái máy cắt này á, thì nó hạn chế lúng rất là nhiều ha. Thì anh em và các bạn muốn biết thêm chi tiết về chiếc máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ngay ở trên cái màn hình luôn ha bạn. Đó là liên lạc qua bên công ty. Tại vì mỗi một cái máy thì thay đổi kết cấu theo yêu cầu của bà con nông dân, do đó nên cái giá thành sẽ thay đổi, do đó mình không có báo giá trực tiếp được ha. Đó. Còn cái phần động cơ thì anh em và các bạn là tùy chọn, muốn xài động cơ gì thì bên công ty lắp cho các bạn động cơ đó ha. Máy này thì chạy lầy lúng là bao ok, bao lầy lúng cho anh em. Tại vì cái độ tiếp xúc với đất của nó đó là nó bị ngang, nó nâng tắc, nó chạy dài 2m, hơn 2m như đó nên là nó hạn chế lúng tối đa ha. Đây là anh sớ trên cái miếng ruộng trước cửa nhà của ảnh. Các bạn thấy sớ đất rất là mịn, rất là đẹp ha. Vì cái này là ảnh tài xế mới vậy đó nên anh chạy còn rất là chậm ha. Thì hôm bữa có chạy thực tế ở trên cái xăng thì nó hoạt động rất là lẹ. Vì anh này thì anh lên anh chạy là anh không có biết chạy, cho nên anh chạy rất là chậm. Anh em muốn chạy được thì phải chạy 1-2 buổi thì mới có biết được ha. Tại vì nó quá lẹ, tốc độ nó quá lẹ, do đó nên là cần phải là thuần tay nó mới được ha bạn. Còn như mà anh không biết chạy thì anh chạy còn chậm chậm ha, để theo dõi cái máy kiểu gì ha bạn. Đó. Cái này dàn xích chữ A này thì theo kiểu máy xới bánh xích của Thái á bạn. Thì nó là sinh ra đời để chạy lầy lúng rất là hay ha. Đó. Còn cái phần linh kiện về phụ tùng á, thì anh em cứ yên tâm ha. Nhà sản xuất người ta sản xuất ra được cái máy á, thì phụ tùng nó không có gì khó khăn đối với cái bên nhà sản xuất đâu. Là bên xưởng của công ty Ngọc Phượng đâu hết bạn. Đó. Người ta làm ra được cái máy thì cái phụ tùng đâu có cái gì mà khó đâu. Đó. Thì anh em cứ yên tâm ha. Đó. Còn dàn chân bánh xích này nọ thì là cái đó là của máy cắt thì cứ mua lắp vô thôi hết bạn. Sao, con lăn bánh đè đạn thì linh kiện phụ tùng nó nằm ở ngoài thị trường hết rồi. Còn cái bánh xích thì nó cũng nằm thị trường hết trơn hả bạn. Cái đó nên còn một số linh tinh lặt vặt thì bên nhà sản xuất người ta làm được cái máy thì đương nhiên là người ta sẽ làm được hết hả bạn.